chị thấy là cái thuốc này không? Cái thuốc này là cái thuốc làm đẹp nè, nó để là cái mấy chị thấy không, for aging care đó, là có nghĩa là cho dành cho những ai mà quan tâm về về tuổi tác đó. Mấy chị uống thuốc này là mấy chị trẻ quá là rất là nhiều. Như chị dùng thuốc này không mà mấy chị người khác đó, người ta không có nhìn, không có biết, không có đoán được tuổi của mình. Mấy chị thấy mà nó cung cấp là vitamin gì, hyaluronic này, COQ10, amino acid này, là mấy